luôn ha. Cho nên là thôi cái bài thứ ba này mình học một cái bài nhẹ nhẹ thôi. Thì đây là cái bài rối loạn triệu chứng cơ thể và các rối loạn liên quan. Cái bài này á, thì các bạn thường á, những cái đầu tiên á, người ta sẽ không có đến với các bạn đến với các bác sĩ tâm thần đâu. Đây là những cái đầu tiên là những cái các bạn sẽ gặp là những gì bác sĩ nội nè, bác sĩ cấp cứu nè, huh. Và những cái một số bác sĩ ví dụ như bác sĩ thần kinh rồi nè, cơ xương khớp rồi đó, thường là chứ người ta không có đến gì bác sĩ tâm thần đầu tiên đâu ha. Do đó là các bạn sau này các bạn sẽ đi làm, các bạn trực cấp cứu rồi đó, các bạn cũng sẽ có gặp những cái bệnh nhân như vậy ha. Và tổng quan thì các bạn sẽ học về tổng quan về rối loạn triệu chứng cơ thể và các rối loạn liên quan ha. Rồi cái thứ hai các bạn sẽ học đó là cái tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn triệu chứng cơ thể và cái tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn chứng dạng ha, và điều cái nguyên tắc điều trị cơ bản. Đầu tiên tổng quan trước, như vậy rối loạn triệu chứng cơ thể là gì, và triệu chứng cơ thể là gì ha. Bạn sẽ thấy rối loạn triệu chứng cơ thể là được chẩn đoán sao khi mà một người này tập trung quá nhiều vào các triệu chứng của cơ thể, ví dụ như bệnh nhân đau nè, yếu nè, khó thở nè, dẫn đến đau khổ nghiêm trọng nè, hoặc là các vấn đề về chức năng ảnh hưởng đến chức năng của người ta ha. Thì những cái cá nhân này nè, sẽ có những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc và những cái hành vi quá mức về cái triệu chứng cơ thể của họ nè. Hồi trước đây á, thì người ta sẽ các triệu chứng có cái này sẽ thấy là cái gì, các triệu chứng thực thể có thể có mặt không liên quan đến tình trạng bệnh lý đã được chẩn đoán, nhưng người đó gặp phải các triệu chứng và tin rằng mình bị bệnh, tức là không có giả vờ bệnh. Tuy nhiên là hồi trước đây có một số cái tài liệu á, người ta nói là gì, người ta nói là không do một bệnh lý cơ thể nào gây ra. Tuy nhiên là hiện tại là người ta đã đề cập tới vấn đề là có thể do bệnh lý cơ thể gây ra, nhưng mà sao, nhưng mà cái triệu chứng đó nó không có quá mức đến nỗi mà bệnh nhân phải đi khám với mình ha. Nói chung là cái triệu chứng và cái mức độ của bệnh nhân nó không tương xứng á. Rồi theo các cái tuy nhiên thì theo các trường phái tâm lý á, thì người ta cho cái nguyên nhân của cái rối loạn triệu chứng cơ thể này là sao, đó là một cái cơ chế phòng vệ ha, cơ thể hóa, somatization là cái những cái cơ thể cái cơ chế rồi phòng vệ là cơ cơ thể hóa. Vậy thì sao, tức là bệnh nhân rối loạn triệu chứng cơ thể là bệnh nhân sẽ chuyển hóa các cái xung năng, ví dụ như bệnh nhân sợ chết nè, cảm giác cô đơn nè, xung năng gây hấn nè, không chấp nhận được, thành các triệu chứng cơ thể. Bệnh nhân sẽ biểu lộ ra ngoài qua những cái triệu chứng đau nè, bệnh nhân bệnh tật mệt mỏi và căng cơ. Thì cái quá trình cơ thể hóa là như một cái biện pháp và bảo vệ bản ngã thôi, chuyển đổi vô thức cái sự kìm nén ở trong cái cơ thể của người ta ha, thành ra một cái triệu chứng cơ thể ha, mang tính biểu tượng. Bạn sẽ lưu ý nha, người ta không có giả vờ nha, đây là những cái chuyển đổi vô thức, các bạn sẽ thấy nha, đây là những chuyển đổi vô thức, những cái kìm nén cảm xúc của người ta ở trong cái cơ thể của người ta, nó sẽ chuyển thành những cái xung năng, ví dụ như đau ha, bệnh tật mệt mỏi căng cơ, giống như nãy trong cái bài trầm cảm á. Chị có nói là tại sao người Việt Nam mình á, hầu hết sẽ có những cái triệu chứng cơ thể và đi khám là vì triệu chứng cơ thể nhiều hơn, là vì sao, vì cái người Việt Nam của mình là gì, vui buồn không có lộ ra nét mặt đó. Do đó mình giống như cái rối loạn triệu chứng cơ thể cũng vậy, thì người ta giấu những cái xung năng chết, cảm giác cô đơn, những xung năng gây hấn người ta lại, thì người ta phải bọc lên chỗ khác ha, bằng cái vô thức. Đó là những cái triệu chứng đau, bệnh tật, mệt mỏi, căng cơ của người ta. Do đó, khi các bạn khám những cái bệnh nhân mà rối loạn triệu chứng cơ thể, các bạn phải hỏi kỹ vấn đề về tâm lý của người ta ha, về về nhân cách nè, rồi về vấn đề các cái mối quan hệ xã hội, mối quan hệ gia đình của người ta, và phải hỏi kỹ. Ví dụ như khi mà bệnh nhân rối loạn triệu chứng cơ thể vào với mình đã xác định bệnh nhân là rối loạn triệu chứng cơ thể đi, thì mình phải hỏi người ta, là mình sống gia đình, sống với ai ha, mình sống với ai, rồi các mối quan hệ của mình với những người đó như thế nào ha, rồi những mối quan hệ với ở ngoài xã hội nữa ha, rồi công việc xã hội của người ta, các bạn phải hỏi những cái vấn đề đó để chẩn đoán ha, đưa ra những cái chẩn đoán cũng như có những cái biện pháp hỗ trợ điều trị cho người ta. Rồi đại cương đầu tiên là mày sẽ thấy từ DSM-4 qua DSM-5 như thế nào. Hồi trước á, DSM-4 á, nó chia cái mã mà rối loạn hiện tại mình gọi là DSM-5 là triệu chứng cơ thể là somatic đó. Thì ở trước đây DSM-4 á,
nó sẽ là cái mã chung của nó là gì, somatoform là rối loạn dạng cơ thể, somatoform disorder là rối loạn dạng cơ thể. Tuy nhiên nó sẽ bao gồm là gì, rối loạn triệu chứng cơ thể nè, rối loạn dạng cơ thể nè, rồi những cái rối loạn cơ thể không xác định được, hoặc là những rối loạn đau nè, hoặc có loạn nghi bệnh, thậm chí là conversion disorder là có rối loạn chuyển dạng đó. Thì mấy bạn sẽ thấy là hồi trước đây á, ở trên lâm sàng người ta kêu bằng gì, cái conversion disorder này là trước đây là ở trên lâm sàng các bạn gọi là history đó, history ấy ha. Một số người ta kêu bằng history, nhưng mà giờ đây cái tên đó, nó đã không có còn dùng cái tên history nữa rồi. Rồi ở trên bên ICD-10 á, nó vẫn còn nằm trong phân nhóm là F44 á, là rối loạn phân ly á. Tuy nhiên ở theo DSM-5 á, đã chia loại cái nhóm mà conversion là trước đây gọi là history đó, bây giờ người ta gọi là rối loạn chuyển dạng á, thì nó đã nằm trong nhóm DSM, nó nằm trong cái nhóm là rối loạn triệu chứng cơ thể ha. Rồi những cái yếu tố tâm lý ha, rồi kế tiếp nữa là sợ biến dạng cơ thể hay là rối loạn giả bệnh, thì theo DSM-4 là nó chia như vậy, nhưng mà qua DSM-5 á, nó sẽ sửa lại thành cái nhóm rối loạn triệu chứng cơ thể và các rối loạn liên quan, tức là somatic disorder và những cái rối loạn liên quan á, thì nó sẽ gồm là gì? Thứ nhất là rối loạn triệu chứng cơ thể nè, nó gồm ba cái nhóm của DSM-4, bao gồm ba cái nhóm đầu tiên này nè: rối loạn đau, rối loạn không xa, rối loạn triệu chứng, rối loạn dạng cơ thể không xác định ha. Và rối loạn dạng cơ thể nó sẽ gồm vào một cái nhóm chung của DSM-5, đó là rối loạn triệu chứng cơ thể. Tuy nhiên đây là một cái nhóm lớn nha, đây là một cái nhóm lớn của DSM-5 nè, là rối loạn triệu chứng cơ thể và các rối loạn liên quan, đó là cái tên bự của nó ha. Xong sau đó nó sẽ phân ra thành cái nhóm nhỏ, thứ nhất là rối loạn triệu chứng cơ thể, cái thứ hai nữa là rối loạn lo âu bệnh tật. Rối loạn lo âu bệnh tật là trước đây của DSM-4 ấy, nó chuyển cái tên là từ rối loạn nghi bệnh á, thành qua đây là gì, qua DSM-5 nó chuyển lại thành cái tên là gì, rối loạn lo âu bệnh tật. Rồi rối loạn chuyển dạng của DSM-4 nó sẽ chia qua thành cũng vẫn giữ lại cái tên là conversion disorder ha. Rồi cái kế tiếp, những cái này nó sẽ giống, những cái tương tự này nó sẽ giống. Tuy nhiên còn cái vấn đề nữa đó chính là cái rối loạn biến dạng cơ thể đó, thì nó sẽ di chuyển cái nhóm này nè qua thành một cái nhóm nó nằm thuộc cái nhóm là OCD ha, rối loạn ám ảnh cưỡng chế và các rối loạn liên quan á. Các bạn sẽ tóm lại là bạn sẽ nhớ được trong DSM-4 á, là cái tên của nó là gì, somatoform ha, rối loạn dạng cơ thể. Thì qua DSM-5 nó đổi cái tên lại thành là rối loạn triệu chứng cơ thể ha, somatic symptom disorder ha, nó sẽ đổi cái tên lại. Thì và trong đó bạn sẽ nhớ là có hai cái nhóm bệnh các bạn sẽ học trong bài này, đó chính là một là rối loạn triệu chứng cơ thể và thứ hai là conversion disorder, rối loạn chuyển dạng ha. Các hai cái bệnh này là các bạn sẽ thường gặp nhất, không thường gặp nhất. Để cho các bạn sau này có làm lâm sàng, các bạn cũng sẽ ít ra mấy bạn vẫn còn hình tượng được ha. Rồi theo DSM-5 nè, nó sẽ chia ra, nó sẽ chia ra thành 7 nhóm nè: rối loạn triệu chứng cơ thể nè, rối loạn lo âu bệnh tật, rối loạn chuyển dạng nè, các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến các bệnh lý nhi khoa nè, rối loạn giả bệnh, các triệu chứng cơ thể và liên quan đặc hiệu khác nè, rồi không đặc hiệu khác. Đây là những cái nhóm mà DSM-5 mới này nó sẽ chia lại, nó sẽ đổi cái tên ha, trước đây là gì, rối loạn dạng cơ thể đó, bây giờ nó thành là rối loạn triệu chứng cơ thể đó. Rồi như vậy thì trong rối loạn triệu chứng cơ thể á, theo tiêu chuẩn chứng đó DSM-5 là gì, mình sẽ thấy là có tiêu chuẩn A nè: một hoặc nhiều triệu chứng cơ thể gây khó chịu hoặc làm cản trở đáng kể trong cuộc sống hàng ngày của người ta. Bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng cơ thể ha, bệnh nhân than phiền với các bạn rất là nhiều, ví dụ như bệnh nhân có một hoặc nhiều, ví dụ như gì, đau nè, thường là những triệu chứng là đau nè, hoặc là có những một số bệnh nhân sẽ bị gì đau mỏi vai gáy, một bệnh nhân là đau tê tê có người thì tê tay tê chân, mà bạn sẽ hỏi ra cái đặc điểm, nó sẽ thường có một số người thì sẽ cố định, có một số người sẽ di chuyển, như cái vị trí nó đau nó là di chuyển, hoặc nó đau theo buổi thì nó là theo giờ đó, các bạn sẽ để ý, các bạn hỏi người ta. Rồi cái mục
Cái tiếp là mục B, suy nghĩ, cảm nhận hoặc hành vi quá mức liên quan đến triệu chứng cơ thể hoặc các cái liên quan đến sức khỏe được biểu hiện ít nhất bằng một trong những biểu hiện sau. Điều sau, thứ nhất là những suy nghĩ kéo dài và không phù hợp ha. Thứ nhất là nó liên tục, bệnh nhân cứ tập trung suy nghĩ vào cái vấn đề đó mặc dù là nó không phù hợp với cái mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân. Rồi cái thứ hai, những cái triệu chứng đó nó sẽ gây ra bệnh nhân nó gây nó làm cho bệnh nhân lo âu quá mức ha, kéo dài sức khỏe ha, và kéo dài sức khỏe hoặc các triệu chứng ha. Rồi cái vấn đề thứ ba nữa là bệnh nhân phải tốn nhiều thời gian và sức lực quá mức cho việc các triệu chứng và mối quan tâm về sức khỏe, ví dụ như bệnh nhân tập trung vào nó, bệnh nhân đi khám suốt à, bệnh nhân sẽ liên tục đi khám ha, bệnh nhân để tìm ra được cho bằng một cái nguyên nhân thực sự ha, phải điều trị cho hết. Và bệnh nhân thường do đó là bệnh nhân thường sẽ đi đến các phòng khám, ví dụ như nội khoa nè, phòng khám cơ xương khớp rồi đó, thần kinh nữa, thường những cái phòng đó đầu tiên. Và khi người ta đã làm hết các cận lâm sàng và người ta không tìm ra được một nguyên nhân gì hết thì lúc đó đa số là người ta sẽ mới tư vấn bệnh nhân đi qua bên tâm thần. Thì thật ra bên tâm thần như vậy là không có sai, thật ra bên tâm thần cũng vậy, bởi một bệnh nhân vào vậy không ai dám can đảm, không ai dám tự tin là ừ bệnh này bị rối loạn triệu chứng cơ thể đâu, không có bệnh thực thể nào, không có nha, phải loại trừ được hết tất cả các bệnh lý nội khoa thì mới chẩn đoán là rối loạn triệu chứng cơ thể nha, chứ không có bác sĩ nào mà dám can đảm mà bệnh nhân đi vào với mình lần đầu tiên mà chẩn đoán người ta rối loạn triệu chứng cơ thể nha. Rồi cái C, mặc dù bất kỳ một triệu chứng cơ thể nào có thể không liên tục xuất hiện nhưng thời gian kéo dài phải 6 tháng và cái mốc thời gian cho các cái triệu chứng dây dẫn những cái nỗi lo lắng, những cái tốn công tốn sức của người ta đi khám bệnh này nè phải 6 tháng, ít nhất phải 6 tháng thì các bạn mới chẩn đoán người ta rối loạn triệu chứng cơ thể nha. Nhớ nha, thời gian của rối loạn triệu chứng cơ thể là 6 tháng. Vậy thì các bạn sẽ thấy là lưu ý với các bạn hồi nãy đó, là tại sao mà mình không có chẩn đoán đầu tiên liền, không dám chẩn đoán đâu nha, bên tâm thần không có, các bạn sẽ nói là bên tâm thần không có cận lâm sàng nào để chẩn đoán hết, cũng thật ra cũng không đúng, mà nó là có tất cả các cận lâm sàng ha để loại trừ được các nguyên nhân khác thì lúc đó sẽ chẩn đoán là bệnh tâm thần ha. Đừng có, không có ai mà tài giỏi mà để đi khám với mình lần đầu tiên hết trơn mà tự nhiên đi vô chẩn đoán người ta rối loạn triệu chứng cơ thể là không có, không dám nha. Rồi, các yếu tố liên quan đến triệu chứng cơ thể như nãy chị nói ha thì là nó sẽ có những cái vấn đề khác để mà bộc phát thành những triệu chứng cơ thể đó, theo những cái trường phái tâm lý đó. Thì các yếu tố liên quan là gì? Thì mình sẽ thấy là nữ nhiều hơn nè ha, nữ nhiều hơn. Rồi tuổi nè, rồi học vấn nè, rồi kinh tế xã hội nè, tiền sử hoặc là thất nghiệp nè. Tiền sử bị lạm dụng tình dục hay sang chấn tuổi thơ nè, bệnh mãn tính nè, các rối loạn đồng mắt hoặc là stress hay căng thẳng xã hội. Mình sẽ thấy là những cái yếu tố này nó làm thúc đẩy những cái triệu chứng cơ thể ra ha. Do đó khi các bạn hỏi bệnh ra khám sau khi đã loại trừ được hết các cái cận lâm sàng, các cái bệnh nội khoa khác người ta đã loại trừ hết, người ta nói là không có bệnh gì, bên nội khoa mấy cái chuyên khoa khác người ta không tìm ra được nguyên nhân gì, thì khi đó người ta chỉ bệnh nhân qua với mình á, thì mình phải hỏi được, sau khi đã xác định người ta vậy thì mình phải hỏi được ha yếu tố liên quan của người ta, những cái vấn đề đồng mắt của người ta, những cái vấn đề trước đây của người ta, tại sao người ta bị vậy ha, do đó là lưu ý kỹ để cái điều trị cho tốt. Rồi có lần chuyển dạng do lần chuyển dạng là sao? Nãy chị có nói nghe trước đây á, mình kêu bằng gì history á, lâm sàng mình kêu bằng history á. Rồi bên ECD nghĩ phải phân theo nhóm là gì rối loạn phân ly á, nhưng mà bên DNM nó đã sửa rồi, nó đã chuyển cái nhóm rối loạn chuyển dạng này vào chung với rối loạn triệu chứng cơ thể rồi. Ha, tức là những cái triệu chứng này người ta có triệu chứng nha, nhưng mà thật ra là người ta mình không có tìm được cái cận lâm sàng nào không chứng minh thôi chứ người ta có triệu chứng nha. Rồi mục E là một hoặc nhiều triệu chứng thay đổi chức năng vận động tự chủ hoặc chức năng cảm giác nè. Rồi vậy thì bệnh nhân sao một hoặc nhiều triệu chứng thay đổi nè, vậy thì người ta thường bạn sẽ thấy những cái cơn rối loạn, những cái bệnh nhân mà bị rối loạn chuyển dạng á, có một số bệnh nhân ta vô cấp cứu gì gì tự nhiên đột ngột, bệnh nhân yếu liệt hay không, bệnh nhân yếu liệt rồi bệnh nhân tiêu tiểu mất tự chủ luôn, vậy thì bạn sẽ thấy là ta nói là vô ta sợ ta bị đột quỵ đi ta mới vô cấp cứu, thì sau khi các bác sĩ cấp cứu và bác sĩ nội kinh nhận bệnh
đã thực hiện hết các cái cận lâm sàng rồi thì người ta đã loại trừ được không có biểu hiện gì hết ha, thì các bạn phải và đây nè, cái kết quả lâm sàng cung cấp bằng chứng không phù hợp với các triệu chứng và bệnh lý thần kinh thực thể nè ha, không có phù hợp nè, rồi không được giải thích tốt hơn bởi một cái bệnh lý thực thể hoặc tâm thần khác nè ha, thì bạn sẽ thấy là đây là những cái biểu hiện của cái rối loạn chuyển dạng ha. Bạn sẽ thấy là giống như nãy nói là tới khúc đột quỵ đó, chụp CT MRI ra đồ xong không có gì hết. Thì lúc này một số bác sĩ người ta sẽ nghi qua cái phần triệu chứng cơ thể của người ta hơn, và người ta sẽ chuyển một một số bệnh nhân, thì một số bệnh viện người ta sẽ cho bệnh nhân đi qua khám thêm phần tâm thần này ha. Rồi mục D là gì, các triệu chứng hoặc sự khiếm khuyết gây ra đau khổ suy giảm đáng kể lâm sàng nghề nghiệp các lĩnh vực quan trọng khác chức năng đánh giá sức khỏe của người ta nha. Vậy thì các bạn sẽ thấy là gì, bệnh những cái triệu chứng này là người ta sẽ gây ra đau khổ nè, suy giảm chức năng nghề nghiệp xã hội đáng kể của người ta ha, thì nó sẽ chúng ta sẽ chẩn đoán rối loạn chuyển dạng ha, nhớ nha, nhớ cái tên này ha, rối loạn chuyển dạng. Và đây là một số cái mã là chị nói nha, hai bên ICD này nó còn vẫn còn nằm chung, ICD 10 vẫn còn nằm chung với F44 á, là rối loạn phân ly á, thì nó sẽ có các mã như là rối loạn yếu liệt là cử động bất thường này, triệu chứng nuốt nè, rối loạn lời nói nè, co giật nè, tê dại hoặc mất cảm giác nè, rồi triệu chứng về giác quan nè, triệu chứng hỗn hợp nè, tự nhiên đột ngột mà bệnh nhân nói là bệnh nhân bị mù, hay bệnh nhân cảm thấy bệnh nhân bị điếc hay gì đó. Các bạn sau khi đã loại làm hết tất cả các cận lâm sàng ha, đây là những cái triệu chứng về giác quan nè, rồi triệu chứng hỗn hợp. Rồi như vậy thì điều trị rối loạn triệu chứng cơ thể thì sao, mình phải thực hiện được một cái mối liên minh giữa thầy thuốc với bệnh nhân ha, hai yếu tố quan trọng các bạn cần lưu ý trong cái điều trị triệu chứng cơ thể này đó là gì, các bạn phải tránh những cái cận lâm sàng, những cái can thiệp y khoa không cần thiết ha, chứ không phải là cho vô cái cho làm từ chân từ đầu tới chân ha, rồi giúp bệnh nhân thích ứng với các triệu chứng này thay vì cố gắng loại bỏ chúng ha, nhớ nha, bạn sẽ cho bệnh nhân thích ứng với các triệu chứng này thay vì cố gắng loại bỏ chúng. Rồi cái vấn đề nữa là điều trị đa mô thức đa ngành, tức là sao, hầu hết những bệnh nhân có loạn triệu chứng cơ thể này mình phải kết hợp một cái điều trị nữa, đó là điều trị tâm lý ha. Thường các cái bên tâm lý người ta sẽ có những cái phương pháp, ví dụ như cái mô hình người ta sẽ có một cái hình vẽ ha, triệu chứng cơ thể gồm có mặt trước mặt sau ha, rồi người ta sẽ cho bệnh nhân và bây giờ là bác sĩ cũng đã kết hợp tình chung ha, thì người ta sẽ bệnh nhân những cái triệu chứng rối loạn cơ thể này nè, người ta sẽ mô tả với các bạn triệu chứng mơ hồ lắm, nói chung là di chuyển liên tục này nè, rồi giờ nó cũng di chuyển nữa, ví dụ như bữa trước đau giờ này, bữa sau đau giờ kia, có người thì đau giờ cố định ha, có người thì đau từ bữa nay chân trái, bữa kia chân phải, bữa kia tay, mà cảm giác đi đau khổ trong ta luôn á nha. Thì tâm lý và bên bác sĩ tâm thần hiện tại thì cũng có một cái hình vẽ để cho bệnh nhân á bớt cái việc mà khai lang mang rồi lại, để người ta đưa ra những cái vị trí chính xác để mình chẩn đoán bệnh hơn, đó là sơ đồ cơ thể á, nó sẽ có hai cái mặt, mặt trước cơ thể, mặt trước và cơ thể mặt sau, thì mình sẽ cho bệnh nhân làm gì, ngày hôm nay là chị đánh, sáng hôm nay mình đưa cho người ta đi, mình sẽ kêu là bữa nay là chị sẽ đánh cái sơ đồ cơ thể này, cho đến sáng hôm sau là mình sẽ lấy lại. Mình kêu người ta gì, chị đau ở đâu ha, những chị hoặc là có tiện cái triệu chứng gì ở đâu thì mình chỉ vào cái điểm đó vẽ lên trên cái hình á, rồi giờ mình ghi rõ ra giờ đó là mấy giờ ha, rồi lúc đó đang làm gì ha, rồi suy nghĩ cảm xúc hành vi của mình lúc đó khi mà xảy ra cái cơn đó làm sao, để mình theo dõi lại là bệnh nhân thật sự là triệu chứng cơ thể này nó làm sao, để mình tư vấn được cho người ta ha, thực sự là mình phải tư vấn. Cái triệu chứng cơ thể này các bạn điều trị quan trọng là gì, tư vấn tâm lý, bạn phải tư vấn cho người ta hiểu, rồi bên tâm lý phải cái quan trọng của tâm lý đây nè, cái vai trò quan trọng của tâm lý đây nè, giúp bệnh nhân thích ứng với các triệu chứng thay vì cố gắng loại bỏ chúng, mình có thể mình khuyên mình nói mình giải thích với bệnh nhân, nhưng mà tâm lý cùng làm với mình nó sẽ hiệu quả ha, và tâm lý hầu như là đóng vai trò chủ chốt trong cái vấn đề này ha, các bạn sẽ thấy. Rồi điều trị đa thức đa môn ngành, đa ngành ha, đa mô thức và đa ngành rồi.
Bài này thì nó nhiều một ở trong nhưng mà chủ yếu là tập trung vào hai cái bệnh chính cho các bạn, đó là rối loạn triệu chứng cơ thể và rối loạn chuyển dạng. Nhớ nha, rối loạn triệu chứng cơ thể là các triệu chứng này phải kéo dài 6 tháng. Còn rối loạn chuyển dạng này thì nó trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán nó không có yêu cầu về thời gian. Tuy nhiên cẩn thận, đừng có vội vàng ha. Tuy nhiên cẩn thận đừng vội vàng. Nếu mà khi sau này ra trường là bác sĩ tâm thần người, đừng vội vàng kết luận người ta ha. Để có gì vấn đề rất là phiền với mình, cho nên là mình phải chẩn đoán, mình loại trừ, nhờ các bác sĩ nội khoa người ta loại trừ rõ ràng cho mình hết ha. Thì mình mới điều trị nha. Mình mới nhận về mình. Rồi. Rồi bài này thì chỉ thi lý thuyết cho nên là không có thi lâm sàng. Cho nên chỉ còn học một tiêu chuẩn duy nhất chẩn đoán theo DSM-5 thôi.